Ngươi là Trương Tiểu Ngọc, cô là ai? Tiểu Lục, gọi các huynh đệ đến. Rõ. Ngươi làm hại thiếu nữ, móc mắt của họ, tàn nhẫn hết sức. Hôm nay ta phải bắt ngươi đền tội. Giả thần giả quỷ, đại nhân, vừa nãy ta suýt bắt được hung thủ rồi. Xem ra chắc chắn chuyện này có liên quan tới Miếu Long Dương. Đây là nhân gian trong truyền thuyết sao? Bái kiến Phụ Dương đại nhân. Nơi khách hành hương lưu duyên, treo cao lên cây cầu phúc. Cái này hay, cái này hay. Biết đâu ta có thể gặp người có duyên với ta ở nhân gian thì sao? Hải Lan Châu, mong gặp được người cùng bạc đầu. Lòng Vô Mục. Ngươi làm gì đấy? Mau dừng tay lại. Ngươi không biết tùy tiện phá cây cầu phúc là bất kính với Long Dương sao? Cô từ đâu ra vậy? Rõ ràng bọn ta đã đóng cửa Miếu Long Dương từ sáng sớm rồi mà. Ta đi ra từ trong miếu đó. Cô nương, cô còn vậy nữa, bọn ta sẽ không khách sáo đâu đấy. Không khách sáo? Ta muốn xem ngươi không khách sáo với ta thế nào đây. Bắt cô ta. Đến đây, đến đây. Cô nương,
Tại hạ là Bổ Đầu Phủ Nha, Phủ Nghi Châu, Lục Hải Sơn. Đến tìm bằng chứng ở đây, xin cô đừng làm loạn. Ngươi bảo ta không làm loạn là ta không được làm loạn à? Ta cứ không nghe đấy. Thế tại hạ xin mời cô rời khỏi đây. Dân ca ca, sao huynh lại đến đây? Qua đây, qua đây, qua đây. Dân ca ca, huynh nói xem, huynh không ở Đông Hải, làm quan ti thời của huynh đi, sao lại chạy đến nhân gian, còn lạm dụng thuật tỉnh chỉ? Ta nói cho huynh biết, ta sẽ tố cáo với phụ dương đấy. Châu Nhi, muội đến đây để cho mưa ban ơn, đừng có cuốn vào chuyện phàm nhân trần tục. Sao đây lại là chuyện trần tục được? Hắn ta điều tra án ở Miếu Long Dương chúng ta, chuyện này liên quan đến danh dự Long tộc chúng ta, sao ta có thể khoanh tay mặc kệ? Trước giờ chuyện muội muốn làm, không ai cản được muội. Nói đi, muội định làm gì? Ta ở bên cạnh hắn trước, đợi điều tra rõ ràng rồi ta sẽ về Long Cung sao? Được thôi, nhất định đừng để lộ thân phận của mình. Gương Phượng Hoàng Đồng Tâm vốn là một đôi, hợp lại có thể lên trời xuống đất, tách ra có thể truyền âm thanh nghìn dặm. Cầm nó đi, mỗi gặp bất cứ chuyện gì ở nhân gian có thể tìm ta bất cứ lúc nào. Nhất định đừng quên, ba ngày sau phải cho mưa dầu giờ lành. Huynh yên tâm đi, ta đã không phải trẻ con nữa rồi. Đúng là hời cho ngươi. Cô nương. Cô nương. Cô nương. Cô nương, cô không sao chứ? Đại nhân, ta thấy cô ta là người mặt dày vô liêm sỉ, cố ý gây chuyện. Cô nương, Hải Lan Châu. Tiểu Lục, xem ra cô ấy đúng là bị đụng đầu dẫn đến hôn mê. Tìm một thầy lang đến nhà ta, cứu người quan trọng. Dân. Lục Phụ, Vũ Hà, ta hiểu lòng của con. Nếu con thật sự trở thành thiếu phu nhân nhà họ Lục ta, chẳng phải thân càng thêm thân sao? Cô mẫu, con mất cha mẹ từ nhỏ, may mắn được cô mẫu dìu dắt thành người. Chuyện hôn nhân đại sự, con nghe cô mẫu quyết định. Được, thế đợi Hải Sơn về ta sẽ nói với nó. Mẹ, đây là cô nương nhà ai vậy? Sao thế? Hôm nay lúc con điều tra ở Miếu Long Dương, đã vô tình làm nữ tử này bị thương, hại cô ấy hôn mê bất tỉnh, nên con đưa về phủ chữa trị. Thế thì mau mời thầy lang thôi. Trên đường đã mời rồi, chắc sắp đến rồi. Thế cô nương này vào xương phòng phía tây trước đi. Vâng. Sao rồi? Cô nương không có gì đáng ngại. Được, tiên sinh đi thông thả. Cô nương. Cô nương. Các người là ai? Tại hạ Lục Hải Sơn, làm việc ở Phủ Nha, Phủ Nghi Châu. Cô nương đừng sợ, chỗ này là nhà ta, rất an toàn. Sao ta lại ở đây? Nào, bưng canh lên đây. Cô nương, cô đừng sợ, ta là mẹ của nó. Nghe con trai ta nói, nó vô tình làm cô bị thương. Ta thực sự rất xin lỗi cô. Đợi đã. Hắn làm ta bị thương, sao ta không nhớ gì hết? Thế cô có nhớ cô tên gì không? Bây giờ đầu ta rất là đau, ta thật sự không nhớ được gì nữa. Cô nương đừng cuốn. Vừa rồi thầy lang đã nói, cô đau đầu là do ngoại thương gây nên, có lẽ là mất trí nhớ tạm thời. Cô nương, cô còn nhớ cái này không? Lúc trước khi cô bị thương, thẻ cầu phúc này ở bên cạnh cô.
Ta không nhớ nữa. Hải Lan Châu. Cô mẫu, người xem trên thẻ này có họ có tên. Chút nữa con cho người ra ngoài tìm xem có nhà nào đặt mất con gái không. Ta rất rõ hộ tịch ở Nghi Châu. Nghi Châu không có họ Hải. Vậy không chừng cô ấy đến đây thăm người thân. Quỳnh xem trên thẻ cầu phúc nhé. Mong sẽ hiểu nhau, cùng nhau đến bạc đầu. Không chừng cô ấy là con dâu chưa cưới của nhà nào đó. Cô gái nhân gian này thật lẻo mép. Mở miệng là muốn đuổi ta đi. Mơ đi. Lão phu nhân, xin người hãy để ta ở lại đây trước đã. Giờ ta chẳng về ai hết, cũng chẳng nhớ được mình là ai. Nếu người giao ta cho người lạ, lỡ ta bị kẻ xấu mạo nhận đưa đi, vậy chẳng phải hủy hoại sự trong sạch cả đời này của ta à, lão phu nhân? Hải Sơn, cứ tạm thời để con bé ở lại phủ đi. Dù sao cũng là con làm cô ấy bị thương, lục phủ chúng ta có trách nhiệm chăm sóc cô ấy, đều nghe mẹ sắp xếp hết. Vậy được rồi, cứ yên tâm ở lại đi. Cảm ơn lão phu nhân. Uống đi. Vết thương của cô đã không sao rồi. Đa tạ thủ tiên. Có điều mắt của người phàm không tốt lắm, mỗi lần thay mắt cũng chỉ được vài ngày là bắt đầu đỏ lên, đau đớn không chịu nổi. Ta phải tìm được đôi mắt mới trước khi nó thối rữa mới được. Cô có thể trao đổi với ta lần nữa, đổi lấy một đôi mắt không bao giờ thối rữa. Đổi không? Lần này cô muốn ta dùng thứ gì để đổi? Ta muốn nguyên khí trong cơ thể cô. Trong cơ thể cô tràn đầy dục vọng muốn được sống. Hút lấy loại nguyên khí đầy dục vọng này sẽ khiến ta vô cùng thư thái. Trao đổi với ta đi. Đó là đôi mắt mãi mãi không thối rữa đó. Được, ta đổi với cô. Nào, chúng ta ký khế ước sinh tử đi. Dục vọng nào trong tam giới đều có thể hóa thành năng lượng sinh trưởng của ta. Vậy đôi mắt mà ta muốn đâu? Đừng cuốn lên. Đôi mắt mà cô muốn không ở chỗ ta, cô phải tự nghĩ cách đi lấy. Con gái Đông Hải Long Dương, Hải Lan Châu có đôi mắt rồng rất đặc biệt. Không chỉ rơi lệ thành mưa mà còn có thể ra lệnh trên nước của thiên hà. Vậy làm sao mới tìm được cô ta? Nghi Châu hạn hán, thiên cung có lệnh 3 ngày nữa Long Nữ sẽ đến đây làm phép ban mưa. Vậy ta phải xác nhận người đó là Long Nữ thế nào? Khi Long Nữ làm phép, đôi mắt cô ta sẽ biến thành màu đỏ, chờ tạnh mưa mới dần khôi phục lại như thường. Cô phải nhân cơ hội này tìm ra cô ta. Vậy ta sẽ trốn ở miếu Long Dương, chờ cô ta xuất hiện. Ta sẽ móc mắt cô ta ra. Cách này không được đâu. Bắt rồng không phải vật tầm thường, Long Nữ phải tự nguyện giao nộp, chứ không thể bắt ép hay cướp lấy. Cô chỉ có thể dùng trí để lấy. Ta đã tính ra chuyến này của cô có một chướng ngại, chính là tên Lục Hải Sơn mà hôm qua cô đã giao đấu. Phải diệt trừ hắn trước. Nếu có cơ hội, ta sẽ trừ khử hắn.
ta ban cho cô một ít pháp lực, nếu không cô không phải đối thủ của hắn. Lục Phủ, cô là ai? Tại sao lại biết ta bị thương ở đó? Chẳng lẽ có liên quan tới án mạng Miếu Long Dương? Hỏng rồi, Lục Hải Sơn gặp nguy hiểm. Bị thương, ta xin lỗi. Hắn đang cứu ta. Lục Hải Sơn, Lục Hải Sơn, đứng lại đó. Yêu nghiệt phương nào, sao lại hại hắn ta? Bị thương một lần, hai ta hòa nhau nhé. Lần này ta cứu huynh, coi như làm việc thiện tích đức, không cần huynh trả ơn. Nhưng nếu ta đi rồi, ả yêu quái ấy lại tới gây phiền phức cho huynh thì làm sao? Nhưng nếu ta không đi thì mai biết giải thích sao với huynh. Châu Nhi cô nương, Châu Nhi cô nương, cô không sao chứ? Công tử, chúng ta vẫn chưa chết ư? Cô sao rồi? Ta không sao. Huynh sao rồi? Ta không sao. Vậy thì tốt. Biểu ca, sao huynh lại bị thương? Sao lại như vậy? Đêm nay có thích khách, may nhờ có Châu Nhi cô nương cứu ta. Mau đi tìm thầy Lan,
xem tình hình vết thương của trong như cô nương thế nào. Thanh Thanh, mau đi mời thầy Lan. Dân tiểu thư, ta không sao, ta không sao. Cô cứ để người ta khám cho Lục công tử nhà các cô là được. Lục phủ. Châu Nhi, Châu Nhi cô nương ăn mặc thế này, ta nghe nói huynh muốn tới miếu Long Dương để trả án, nên ta đã thay bộ thường phục này. Ta đang định đi tìm huynh đấy. Cô muốn đi cùng ta à? Đúng thế. Đi nào. Châu Nhi cô nương, tối qua ta bị ám sát, hại cô chẳng ngủ được mấy canh giờ. Cô đi thế này thì cơ thể không chịu được đâu. Hay là để hôm khác đi. Không được, chắc chắn ta phải tới miếu Long Dương. Bây giờ ta rất lo sau này Lục phủ các huynh không thu nhận ta, đầu óc ta trống rỗng. Sau này lưu lạc đầu đường xó chợ thì chẳng phải thảm lắm sao? Cô bị thương vì ta, ta đương nhiên phải chăm sóc cô. Cô muốn ở Lục phủ này bao lâu thì ở? Người huynh đệ nghĩa khí lắm, ta thích. Đi nào. Hai cô gái bị hại lúc trước đều từng tham gia pháp hội do miếu tổ chức vào một tháng trước. Họ cũng đều từng viết thẻ cầu phúc cho lên trên cái cây lớn này. Ta trèo lên cây tìm thì đúng là tìm được thẻ cầu phúc của hai nạn nhân. Điều trùng hợp hơn là hai nạn nhân đều 18 tuổi. Vốn ta định lấy danh sách khách hành hương tham gia pháp hội, tìm tất cả thẻ cầu phúc của các thiếu nữ 18 tuổi để bảo vệ người bị hại tiếp theo. Vậy huynh đã tìm được danh sách khách hành hương chưa? Thì cô tới đây mà, ta còn chưa kịp đi lấy. Huynh còn đợi ra đó làm gì? Mau vào tìm danh sách khách hành hương đi. Đi nào, mau đi tìm. Đi nào. Châu Nhi cô nương, cô lên đó kiểu gì vậy? Từ nhỏ ta đã thích trèo cây, đây đều là chuyện nhỏ thôi. Công tử, hay là thế này, ta tìm bên trên, huynh tìm bên dưới, như thế còn có thể nhanh hơn một chút. Vậy được. Công tử, ta nói huynh nghe, nếu huynh tin ta thì chúng ta có thể vừa tìm, huynh vừa kể chi tiết vụ án cho ta nghe. Chưa biết chừng ta còn có thể giúp được nhiều hơn ấy. Ta chỉ sợ cô sợ, sợ cô không dám nghe thôi. Ta mất trí nhớ rồi thì còn gì để sợ nữa chứ. Mau tìm đi. Hắn đã nhặt được thẻ cầu phúc của ta, giữ lại bên mình làm kỷ niệm. Ta tìm được rồi. Công tử, ta tìm được rồi. Công tử, ta tìm được rồi. Công tử. Quỳnh xem có phải cái này không? Mong năm sau may mắn. Chính là cái này. Cô nương tinh mắt quá. Vậy thì Quỳnh giữ kỹ vào nhé. Mỗi một thẻ cầu phúc đều là một sinh mạng đấy. Bảo vệ người dân không bị làm hại. Hình như Quỳnh đúng là một vị quan tốt. Không dám nhận là quan tốt. Bảo vệ người dân là chức trách của ta.
Mua một cái đi. Bán thế nào? 5 văn tiền. 5 văn tiền. Bán qua đăng đây. Công tử, mua một cái đi. Không hay, có yêu khí. Nào, bên này vui. Con xem cái này. Con thỏ ngọc này tinh tế, xinh xắn quá. Nếu cô thích thì ta sẽ mua cho cô. Sao công lực của hắn lại tiến bộ nhanh thế? Chúng ta qua bên đó xem đi. Hình như bên đó còn có nhiều thứ vui lắm. Được. Thẻ cầu phúc này viết tên Long Nữ. Thế mà lại xuất hiện ở gần tên bổ đầu chết tiệt này. Xem ra quả nhiên Thủ Tiên nói đúng. Hắn chính là trở ngại lớn nhất cản trở ta tìm ra mắt rồng. Ta nhất định phải tìm cơ hội diệt trừ hắn. Công tử, ta luôn rất muốn hỏi huynh một chuyện. Huynh có từng nghĩ rốt cuộc người tấn công huynh hôm đó là ai không? Có thể là hung thủ của vụ án này. Cũng có thể là người lúc trước ta đã đắc tội khi xử án. Huynh chưa từng nghĩ nhỡ cô ấy không phải là người phàm mà. Ta chưa từng tin có yêu ma quỷ quái hay thần tiên. Ta chỉ tin những gì mắt thấy là thật. Thế cũng có thể người ta không hề muốn huynh tin những điều mắt thấy là thật. Những thứ huynh nhìn thấy cũng có thể là giả mà. Bọn ta xử án đều cần có chứng cứ. Vật chứng sẽ giúp bọn ta tìm ra manh mối, bảo vệ người bị hại tiếp theo. Châu Nhi, gần đây ta bận ra án, không có thời gian đưa cô đi khám đại phu. Ta cần cô chăm sóc tốt cho bản thân. Trước đây dân ca ca cũng quan tâm tới ta như vậy, nhưng ta hoàn toàn không hề có cảm giác như hiện tại. Châu Nhi, Châu Nhi, hứa với ta, Châu Nhi. Mai sẽ phải ban mưa, đừng làm lỡ giờ lành nhé. Lúc làm phép tạo mưa, nhớ tránh xa tầm mắt của người phàm. Mắt của muội, ta biết rồi. Mắt của ta sẽ đỏ giống như con thỏ nể mà. Không ngờ ý trời đến đúng lúc thế. Nơi này được đấy. Trước khi tạo mưa ta phải tạo kết giới đã. Nếu không mà bị người khác phát hiện thì toi. Tiểu thư, nô tì nhìn thấy con hồ ly tinh đó rồi, đang chèo thuyền một mình ở hồ Thạch Tâm. Hồ Thạch Tâm. Thanh Thanh, cô tìm cho ta một người hầu bơi giỏi, kỹ phải tin tưởng được kín miệng ngay. Mau đi đi. Vâng, bây giờ nô tì đi tìm ngay.
Lẽ nào là Long nữ tạo mưa? Mong chờ quá, lâu lắm rồi mới mưa. Nước của thiên hạ nghe lệnh của ta, gieo nước sông Nghi cho phủ Nghi Châu, làm tươi tốt cho vạn vật sinh sôi. Xuống. Rồi, cuối cùng cũng mưa rồi. Tốt quá, ta phải mau chóng tìm Long nữ. Mắt của cô ta quá quan trọng đối với ta. Tiểu thư, đã làm xong xuôi việc cô giao rồi. Làm tốt lắm, ta sẽ thưởng hậu hĩnh. Đi đi. Long Châu phụ dương cho mình tốt thật, có thể tăng cường pháp lực cho mình, lại còn không cần dùng nước mắt của mình để tạo mưa. Sau này ở nhân gian mình tạo mưa thì vẫn có thể dùng nó. Sưu lại Long Châu, bỏ kết giới. Thuyền của mình đâu? Rõ ràng vừa nãy đậu ở đây mà. Thôi, dù sao nơi này cũng không có ai, mình không thèm phí công làm mấy chuyện của người phàm nữa. Châu Nhi, muội có đó không? Nhân ca ca, ta đã tạo mưa đúng giờ rồi, huynh còn muốn cằn nhằn gì nữa thế? Hai ngày sau vẫn còn phải tạo mưa tiếp, muội đừng làm lỡ giờ lành nhé. Nhớ là tránh xa tầm mắt của người phàm, vì mắt muội. Ta Nhân ca ca, ta biết là ba ngày tạo mưa thì mắt ta sẽ đỏ như con thỏ trắng ấy. Hay là huynh cứ coi ta như con thỏ, tha cho ta đi. Ta không còn là trẻ con nữa, đừng cằn nhằn ta nữa, được không? Được. Lục Hải Sơn ra ngoài không mang ô, bên ngoài mưa to thế, bị ướt thì sẽ ốm mất. May mà không nghe thấy, nghe thấy thì lại cằn nhằn ta nữa cho mà xem. Ta nghe thấy rồi, không được nghe lén. Hải Sơn, đúng là mưa lành trời ban, xoa dịu hạn hán. Đây đúng là quá giải khó khăn cấp bách của người dân. Đại nhân, nếu lúc này mà phá giải được vụ án giết người thì chúng ta sẽ xông hỉ lâm môn. Chỉ là bây giờ hung thủ lại đang lẩn trốn, chúng ta chỉ có thể cố gắng bảo vệ sự an toàn cho người bị hại tiếp theo. Hải Sơn, phải mau chóng truy bắt con yêu nữ mắt đỏ. Tiểu thư, thiếu gia về rồi.
Chuyên gia bảo mọi người trong phủ đều phải chú ý an toàn. Một khi phát hiện ra yêu nữ mắt đỏ thì nhất định phải kịp thời kêu lên. Tiểu thư, tiểu thư, sao cô lại bị ước mơ thế? Bây giờ biểu ca đang ở đâu? Nãy nói xong là đi luôn rồi. Cô yêu nữ mắt đỏ đáng sợ quá. Bây giờ khắp thành đều đồn âm ỉ cả lên rồi. Mắt đỏ giết người. Thanh Thanh, cô yêu nữ mắt đỏ đó ở ngay lục phủ của chúng ta. Tiểu thư, cô đừng dọa Nô Tỳ. Nô Tỳ nhát gan. Thật đấy, ta nhìn thấy thật mà. Ở hồ Thạch Tâm, bỗng dưng cô ta biến mất luôn. Ta chạy ra sau phòng cô ta, nhìn thấy mắt cô ta đỏ lên thật. Tiểu thư, lỡ mặt cô ấy chỉ bị bệnh mắt đỏ thôi thì chẳng phải chúng ta biến khéo thành dụng sao? Thanh Thanh, bây giờ mặc kệ cô ta có bị bệnh mắt đỏ không, chúng ta đều có thể lợi dụng mắt cô ta để tạo chủ đề bàn luận. Nhất định ta phải đuổi cô ta xa khỏi biểu ca. Ném bút và mực qua đây, nhanh, dân. Đại nhân, gấp gáp gọi ta tới đây là có chuyện gì vậy? Lục Hải Sơn, đi xem đi. Yêu nữ mắt đỏ ở ngay lục phủ, quá thân thành Châu Nhi để ẩn nấp. Điều này không thể nào đại nhân. Cô gái này tên là Hải Lam Châu, ta gặp được khi đang xử án ở miếu Long Dương. Quái không khác gì người thường. Ta lỡ tay làm quái bị thương, hại quái bị mất trí nhớ, phải ở lại trong phủ để chữa trị. Không phải ta chưa từng nghi ngờ quái, ta cũng đã hỏi người hầu trong nhà chăm sóc cho quái. Họ nói quái chưa từng được khỏi lục phủ, hành vi đều rất bình thường, đúng phép tắc. Bây giờ ta có thể đưa quái tới đây ngay. Ta tìm bắt quái tuyệt đối không phải là yêu quái. Không cần đâu, ta đã sớm phái Tiểu Lục đi dẫn người tới rồi. Người cứ chờ ở đây. Bẩm báo đại nhân, người thân của nạn nhân Trương Tiểu Ngọc đang ở trước phủ nha. Bao vây tấn công nghi phạm Hải Lăng Châu, mong đại nhân xét xử. Yêu nữ, cô ta chính là yêu nữ. Dừng tay, yêu quái, yêu nữ. Xin lỗi Châu Nhi cô nương, ta đến muộn rồi. Quỳnh bảo nha dịch đưa ta tới đây là để ta chịu nhục à? Không, ta tới để giải thích với cô. Lục Hải Sơn, thế mà ta còn coi huynh là người tốt, tự mình không phải án được nên lấy ta làm kẻ chịu tội. Huynh hồ đồ quá rồi đấy. Có người bí mật báo với quan phủ rằng cô là hung thủ được ta giấu ở trong phủ. Ta cũng vừa mới bắt cô. Sao thế? Ta trưa nay ta bị dính mưa, chỉ cần ra ánh sáng là sẽ cực kỳ đau. Cô kiên trì thêm chút, ta đã phái người đưa nhân chứng tới để đối chất với cô, chắc là sẽ tới mau thôi. Các bà con, ta là bổ đầu của phủ Nghi Châu, ta tên là Lục Hải Sơn, chuyên phụ trách vụ án này. Hôm xảy ra vụ án ta ở ngay hiện trường, tận mắt nhìn thấy hung thủ, đúng là mắt của hung thủ có màu đỏ. Các bà con, lời của hắn không thể tin được. Đúng, nhất định phải tìm ra hung thủ. Ta giết người, có phải cô ta đâu? Sao cô ta không dám gỡ giải che ra để chứng minh mình trong sạch? Lẽ nào cô ta chính là Long Nữ? Nhất định phải tìm ra hung thủ, không được tin hắn. Các bà con, có lẽ nhân chứng quan trọng của vụ án này sẽ tới đây ngay thôi. Mong mọi người đừng tin lời đồng nhảm. Quan phủ bọn ta xử án thì phải cần chứng cứ. Đi thôi. Các bà con, hắn bao che cho hung thủ. Đánh hắn đi. Đúng, đánh hắn đi. Đánh hắn. Không được, như thế này thì thanh danh của Lục Hải Sơn cũng sẽ bị hủy hoại mất. Lục Hải Sơn, huynh có tin ta không phải hung thủ không? Ta tin cô chưa từng lừa ta. Được, nhị huynh, có hy sinh đến mấy cũng đáng. Dừng. Long Châu, vĩnh biệt. Chu Er, Châu Nhi. Chu Er, Châu Nhi, muội có biết Long Châu quan trọng với muội đến thế nào không? Vì sao muội lại muốn hủy nó đi? Dân ca ca, ta biết phụ vương tạo nên viên Long Châu này là để ta không cần rơi nước mắt mà vẫn có mưa.
nhưng giờ ta muốn dùng linh lực nghìn năm của nó để xoay chuyển càn khôn. Ta muốn chứng minh sự trong sạch của ta, ngăn chặn mối họa này. Muội là công chúa của Long tộc, vốn không thuộc về nhân gian, sao muội lại bị cuốn vào cuộc tranh đấu của đám người phàm mà lãng phí linh lực nghìn năm của Long Châu chứ? Mau cùng ta về Long Cung đi. Quỳnh ấy không phải là một người phàm bình thường, Quỳnh ấy là một người vô cùng tốt. Quỳnh ấy vẫn luôn bảo vệ bách tính, luôn bảo vệ ta. Ta nhất định phải chứng minh cho sự trong sạch của Quỳnh ấy. Hơn nữa mối quả này từ ta mà ra, nên ta chịu trách nhiệm đến cùng. Nếu hậu quả là sau này muội chỉ có thể rơi nước mắt làm mưa, tổn hại chính mình, đến khi cạn kiệt linh lực của bản thân, trở nên già nua, muội có chịu nổi không? Dân ca ca, Quỳnh đang đe dọa ta đó. Quỳnh đang muốn lừa ta về Long Cung đúng không? Châu Nhi, có phải muội đã yêu tên người phạm đó rồi không? Ta cũng không biết đây có phải là yêu không. Ta thích nhìn huynh ấy cười, thích dung mạo của huynh ấy, thích nghe hơi thở của huynh ấy kề bên ta, thích huynh ấy bảo vệ ta. Trong mắt huynh ấy, ta không phải công chúa của Long tộc, ta chỉ là một cô gái nhỏ cần được bảo vệ mà thôi. Châu Nhi, ta cũng đang bảo vệ muội, ta cũng thích nhìn muội cười. Muội có biết không? Thôi được, muội hãy đi bảo vệ người mà muội quan tâm đi. Dân ca ca, Quỳnh mang gương đồng tâm đi đi. Ta tin là trong tam giới nhất định sẽ có người xứng đáng gửi gắm hơn. Dân ca ca, sao ta có thể không hiểu tâm tư của huynh cơ chứ? Nhưng ta chỉ muốn mãi mãi làm người thân của huynh. Long Châu, vĩnh biệt. Đánh đi, đánh đi. Tri phủ đại nhân đến. Đại nhân, đã đưa nhân chứng đến đây rồi. Hải Lan Châu, tháo bịt mắt của người xuống để nhân chứng nhận dạng ngươi. Quả nhiên thủ tiên không lừa ta, ta nhất định phải có được mắt rồng. Đừng sợ. Đổ qua cái quấy rồi. Có thể không phải là cô ấy. Có phải cô ta không? Nhìn cho kỹ vào. Bẩm đại nhân, đôi mắt của yêu nữ đỏ ngầu. Đôi mắt của cô ấy bình thường, chắc chắn không phải cô ấy. Xin đại nhân soi xét. Không thể nào, không thể nào. Cái gì mà không thể nào? Sao muội lại ở đây? Biểu ca, đôi mắt của cô ta màu đỏ thật mà. Ở hồ Thạch Tâm, đột nhiên cô ta biến mất. Sau đó cô ta lại trang điểm trong phòng. Lúc đó mắt cô ta màu đỏ thật mà. Biểu ca, quá ra, quá ra là cô. Cô ấy có bệnh về mắt, thỉnh thoảng bị đỏ mắt là chuyện bình thường. Ngược lại là muội đó, có nghi vấn gì không đến cùng ta lại gây chuyện ở đây. Muội có biết chứa chắc kẻ giết người là một tội nặng không? Suýt nữa muội đã hại cái đội phụ ta đó. Biểu ca, ta vốn muốn cứu huynh mà,
Sao lại như là ta hại huynh vậy? Ta không lừa huynh, huynh phải tin ta. Đôi mắt cô ta màu đỏ thật mà. Tri phủ đại nhân, Vũ Hà không hiểu chuyện. Tại đây Hạ Quan xin thay con bé tạ lỗi với ngài. Hạ Quan có thể đưa họ về không? Về đi. Vâng, giải tán cả đi. Cô sao thế? Đột nhiên thấy tức ngực khó thở quá. Ta đưa cô về nhà. Biểu ca, ta và huynh lớn lên bên nhau từ nhỏ. Huynh thà tin cô yêu nữ này mà không chịu tin nửa lời ta nói ư? Biểu ca, một lòng muốn bảo vệ huynh, huynh lại quán trách ta. Ta hận các người, ta hận các người. Nỗi đau mất đi tình yêu là cảm giác thế nào? Cô là ai? Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là cô có muốn báo thù không? Cô nghỉ ngơi, thay y phục đi. Công tử, huynh thật sự không tò mò ta là ai ư? Ta tin cô là một cô nương tốt. Nếu có ngày cô muốn nói với ta thì ta sẵn lòng nghe. Tiểu thư, hôm nay biểu ca có đến tìm ta không? Không ạ. Ngày ấy và lão phu nhân dừng lại rất lâu ở chỗ ở của yêu nữ. Xem ra cô ta nói đúng. Nếu ta không ra tay tàn độc thì lục phủ sẽ đổi chủ. Chúc mừng nhé, Lý Dương Ngoại đến rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Mời vào trong, mời vào trong. Chúc mừng, chúc mừng. Mời vào trong. Chúc mừng, chúc mừng. Chung vui, chung vui. Mời vào trong, mời vào trong. Chúc mừng, chung vui, chung vui. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Mời vào trong. Vũ Hà, con nói là sẽ cho ta một bất ngờ. Rốt cuộc là gì thế? Con đã đuổi hết cả người làm ra ngoài rồi. Cô mẫu, hôm nay là sinh thần của người, tất nhiên con phải chuẩn bị cho người một bất ngờ lớn. Được, vậy người ở đây đợi con, con sẽ lấy ra cho người xem ngay. Ổn rồi, lão phu nhân đã ngất xỉu ở hậu hoa viên rồi. Tri phủ đại nhân đến. Tri phủ đại nhân, chúc mừng đại thọ của lão phu nhân. Đa tạ đại nhân, tri phủ đại nhân ghé thăm lục phủ, quả đúng là vinh hạnh. Thiếu gia, thiếu gia cứu mạng, cứu mạng giới, mau đến cứu lão phu nhân đi ạ.
lão phu nhân bị sao? Nô tỳ vừa nhìn thấy tiểu thư Châu Nhi kéo lão phu nhân vào nhà kho ở hậu hoa viên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đi xem sao. Lão phu nhân, lão phu nhân, lão phu nhân, mau tỉnh lại đi, lão phu nhân. Lão phu nhân, lão phu nhân, người đâu? Có ai không? Lão phu nhân, người mau tỉnh lại đi, lão phu nhân. Người đâu? Cứu mạng. Có ai không? Lão phu nhân, mẹ, mẹ, mẹ ơi, mẹ, người sao vậy? Người tỉnh lại đi, con là Hải Sơn đây. Công tử mau gọi thầy Lang đi. Công tử, hãy nghe ta giải thích. Mắt của cô, sao mắt cô lại có màu đỏ? Hải Sơn, chuyện không như huynh nghĩ đâu. Mẹ, người tỉnh rồi. Lão phu nhân, lão phu nhân, cuối cùng người đã tỉnh rồi. Là cô, là cô đã giết Thanh Thanh. Cô là hung thủ giết người. Lão phu nhân, lúc ta đến người đã ngã ở đây. Thanh Thanh cũng đã nằm rạp đằng đó. Cô ấy đã chết rồi. Ta vẫn luôn kêu cứu, sao ta có thể giết người chứ? Con à, chính mắt ta thấy. Lúc đó ta đứng ngoài cửa sổ nhà kho, chính mắt ta nhìn thấy cô ta móc bắt Thanh Thanh ra định ăn. Sau đó thì ta ngất xỉu. Chính mắt nô tỳ nhìn thấy cô ấy đã kéo lão phu nhân vào đây. Không phải ban nãy chính cô đến phòng gọi ta, nói là lão phu nhân ngất xỉu, bảo ta đến đây ư? Cô mẫu luôn đối tốt với cô lại lấy quán báo ơn. Cô muốn đổ tội cho người khác à? Nhà hoàng có thể nói dối, nhưng lẽ nào cô mẫu ta cũng nói dối sao? Bà như quan cô thì có lợi lộc gì? Còn nữa, con mắt yêu màu máu của cô đã là bằng chứng rõ nhất. Nếu hôm đó có người tin ta nói, hôm nay Thanh Thanh cũng không chết thảm vậy rồi. Cô là yêu nữ, nếu ta là yêu nữ, tại sao bây giờ không thi triển yêu pháp rời khỏi đây? Vì cô đã yêu biểu ca ta. Hiện tại cô vẫn chưa muốn bị lộ. Cô vẫn mong biểu ca sẽ giống như lần trước, tin lời ngụy biện của cô, cho cô thêm một cơ hội. Từ khi cô vào phủ, con ta bị ám sát. Tiếp đó, Nghi Châu liên tục xảy ra chuyện. Từ khi vào phủ, cô vẫn luôn mặc chiếc váy trắng này. Ta không nhìn nhầm, là cô giết Thanh Thanh. Lục Hải Sơn, thật sự không phải ta giết. Ta bị Du Quan. Nhưng chứng vật chứng có đủ. Dù ngươi là người hay yêu, hôm nay nhất định phải nhốt ngươi vào nhà lao. Bắt lấy. Dạ. Nếu giờ ta phản kháng thì chuyện ta biết võ công sẽ bị lộ. Tên bộc trực như Lục Hải Sơn nhất định sẽ cho rằng ta lừa hắn. Ê là chúng ta sẽ không còn cơ hội nào nữa. Lục Hải Sơn, huynh từng nói huynh sẽ tin ta. Huynh cũng từng nói sẽ đợi ta nói ra mình là ai. Huynh từng nói sẽ phá được vụ án, đưa ta ra khỏi bóng tối. Huynh nói huynh sẽ tìm danh y trị bệnh cho ta. Huynh không thể lừa ta.
Cô mẫu, cô mẫu, người sao rồi? Vũ Hà, không sao đâu, không sao rồi. Cô mẫu, cô mẫu, cô mẫu, mẹ, cô mẫu. Phạm nhân Hải Lan Châu, người tu luyện yêu pháp, sát hại bá tánh Nghi Châu. Hôm nay có đủ nhân chứng vật chứng, ta không để người chống chế đâu. Bây giờ nhốt ngươi vào tử lao, chọn ngày dịp ao tế xong. Ta chỉ cần giết người, mình hãy sơ sơ hiểu thôi. Huynh ấy nhất định sẽ quay lại chứng minh ta trong sạch. Mẹ, con xin lỗi. Con trai bất hiếu, là con trai đã hại người. Chỉ cần người có thể khỏe lại, dù người nói gì con cũng nghe. Lục Hải Sơn, ta nhớ huynh lắm. Rốt cuộc bây giờ huynh đang làm gì vậy? Sao huynh vẫn chưa đến cứu ta? Nhà lao nhỏ bé này, sao có thể nhốt tiểu long nữ ta chứ? Ta chỉ cần thi triển một pháp thuật đơn giản là có thể rời khỏi đây rồi. Nhưng nếu ta đi thì sẽ không gặp được huynh nữa. Về nhà, ta không có giết người thật mà. Châu Nhi, ta phụng lệnh của Long Dương đến đưa muội về cung. Đi thôi. Ta không đi, ta phải đợi Lục Hải Sơn. Bộ dự Lục Hải Sơn sẽ không có kết quả đâu. Bạn tin hắn cố chấp, chỉ tin thứ bản thân thấy. Muội ở lại đây chỉ đợi được kết quả đau lòng hơn mà thôi. Ta thấy uất ức lắm. Nếu ta không nói với hắn, sự uất ức ấy sẽ đè ép trái tim ta đời đời kiếp kiếp, nghìn năm vạn năm. Nhân ca ca, vậy thì cả đời này ta không sống yên được mất. Vậy nếu ta nói muội biết, người và chồng yêu nhau ắt bị trời phạt thì sao? Hôm nay là quả lao ngục của muội, ngày mai có lẽ hai người sẽ sinh ly tử biệt. Vậy muội vẫn nhất quyết ở đây đợi hắn ư? Đúng, ta muốn đợi hắn. Huynh đi đi, có lẽ để muội nếm trải đau khổ trần gian thì muội mới có thể hoàn toàn hết hy vọng với người phàm. Đến làm phép cho cô mẫu. Ta biết bình thường huynh không tin điều này, nhưng bây giờ thầy Lan khắp thành đều đã bó tay với bệnh của cô mẫu. Bây giờ chỉ cần cứu được cô mẫu, bất kể là cách nào chúng ta cũng phải thử, đúng không? Bắt đầu đi. Thank you.
Tiểu thư, bệnh của lão phu nhân cần phải tiêu diệt tà vật làm loạn mới có thể tỉnh lại. Có thể xin bà đồng nói rõ rốt cuộc là tà vật nào không? Tà vật này là mắt yêu màu đỏ. Chúng ta phải phá hủy mắt yêu sao? Không, bà nói tới đây để ta làm phép trừ tà, rồi điều chế dạo thuốc cho lão phu nhân uống thuốc, thì tự nhiên người sẽ tỉnh lại. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Theo ta được biết, ngày mai yêu nữ đó sẽ bị diệt xuống hồ tế xong. Biểu ca, cứ như vậy nữa thì thần tiên Đại La có đến cũng không cứu được cô mẫu đâu. Biểu ca, huynh phải mau chóng quyết định đi. Mẹ, Hải Sinh đây. Hải Sinh, mẹ, cứu mẹ, mẹ, cứu mẹ. Lục đại nhân, bây giờ ta phải dựng đàn làm phép. Ngài nhất định phải đưa mắt yêu đó về đây trước khi cây hương này cháy hết. Nếu không, lão phu nhân sẽ không tỉnh lại nữa. Chỉ cần có thể lấy mắt yêu về, ta có thể lấy mạng ra bảo đảm. Chắc chắn sẽ cứu được mạng của lão phu nhân. Công tử, đừng do dự nữa. Biểu ca, huynh còn không đi nữa thì thật sự không cứu được cô mẫu đâu. Có thể cứu được cô mẫu hay không chỉ có một cơ hội này thôi. Biểu ca, huynh mau đi đi. Đi mau đi biểu ca. Biểu ca, trả lời thật cho ta. Được, huynh hỏi đi. Rõ ràng người áo đen tối hôm đó muốn lấy mạng ta, kiên quyết không để ai được sống. Tại sao sau khi ta hôn mê, cô lại không tổn hao gì? Thế ta hỏi thêm câu nữa, có phải là cô đã đánh người áo đen, cô không hề mất trí nhớ không? Hay là người đó với cô là đồng bọn, cô ta muốn che giấu thân phận của cô? Bởi vì nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Cô chính là hung thủ. Bất kể là đáp án nào, cô đều đang lừa ta, đúng không? Ta thừa nhận ta giả vờ mất trí nhớ lừa huynh, nhưng ta có nỗi khổ mà. Ta chỉ muốn ở lại bên cạnh huynh điều tra thôi. Cô đang lừa ta, từ đầu đến cuối cô đều lừa ta. Ta không lừa huynh. Hải Sơn, huynh tin ta. Ta thật sự không lừa huynh. Cô còn nói không có. Nhân chứng vật chứng đều ở đây. Ta chỉ tin vào mắt của mình. Thành Thành được cô hại chết rồi. Bây giờ mẹ ta vẫn đang nằm trên giường, nằm mơ cũng gọi bảo ta cứu mẹ. Hải Sơn, huynh cứu ta ra ngoài. Ta sẽ nghĩ cách chữa cho lão phu nhân. Huynh tin ta, ta thật sự có thể chữa được. Còn tin ta nữa đúng không? Lần này huynh đến
hoàn toàn không phải để cứu ta ra, đúng không? Châu Nhi, mẹ ta bị cô hại nằm liệt trên giường, đã không sống được bao lâu nữa. Vì đến nước này ta tin cô bằng cách nào đây? Thế huynh đến đây để làm gì? Là để nhìn ta bị dày dò thê thảm thế nào, hay là để xem ta đã chết chưa? Lần này ta đến là để lấy mắt của cô. Huynh cần mắt của ta để làm gì? Mẹ ta đang nguy kịch, cần dùng mắt của cô làm thuốc dẫn. Lục Hải Sơn, ta vất vả chờ đợi lâu như vậy, lại đợi được kết quả thế này. Bây giờ cuối cùng ta đã hiểu rồi. Đáng sợ hơn hình phạt của trời là lòng người. Nhân ca ca nói không sai, nhân gian này hoàn toàn không hợp với ta. Quả nhiên cô không phải người phàm. Rốt cuộc cô là ai? Ta là ai đã không còn quan trọng nữa rồi. Lục Hải Sơn, huynh quay lại nhìn ta đi. Đôi mắt của ta từ khi sinh ra đã khác với mọi người. Trước kia ta từng rất vui vì mình có đôi mắt như vậy, bởi vì ta có thể dùng nó để nhìn khắp thế gian tươi đẹp này. Nhưng sau này ta chỉ muốn dùng nó để nhìn một người. Người đó chính là huynh. Có huynh ở đây, ta sẽ thấy rất yên lòng. Thậm chí những ngày qua ta có thể chịu đựng được toàn bộ đau khổ. Sức mạnh ấy là vì ta muốn gặp lại huynh. Huynh là điều duy nhất ta mong chờ trên thế gian này, mà bây giờ huynh muốn lấy mắt của ta. Huynh muốn ta sẽ cho huynh.
Nhưng cút đi. Đời này ta không muốn gặp lại ngươi nữa. Đi đi. Biểu ca, chúng ta mau đi đi. Ta mẫu còn đang chờ chúng ta và cứu mạng nữa. Chỉ có thời gian một nén nhang thôi. Còn không đi là không kịp nữa đâu. Đi mau đi, biểu ca. Ta đi sắp xuất với bà Đồng. Huynh ở đây trông cô mẫu nhé. Huynh thật sự hận ta đến vậy sao? Huynh là điều duy nhất ta mong chờ trên thế gian này. Có huynh ở đây, ta sẽ thấy rất yên lòng. Ta có thể chịu đựng được toàn bộ đau khổ. Sức mạnh ấy là từ việc ta muốn gặp lại huynh. Nhưng không ngờ điều ta chờ được lại là huynh muốn lấy đi đôi mắt ta. Ta từng rất vui vì mình có đôi mắt như vậy, bởi vì ta có thể dùng nó để nhìn khắp thế gian tươi đẹp này. Nhưng sau này ta chỉ muốn dùng nó để nhìn một người. Người đó chính là huynh. Được, nếu huynh đã muốn có đôi mắt ta thì ta cho huynh. Của Long Nữ vào cơ thể mà sao lại đau đớn thế này? Muốn có được bảo vật thì phải chịu đựng nỗi đau mà người thường không thể chịu được. Mắt rồng là vật chí dương, còn âm khí trong người ngươi quá nặng, cần vài canh giờ nữa mới cân bằng âm dương được. Ngươi muốn mãi mãi có được mắt rồng thì tiểu Long Nữ buộc phải chết. Ngày mai Long Nữ sẽ bị dìm xuống hồ, ta phải tận mắt thấy ả chết thì mới yên tâm. Ta tuyệt đối không thể mất mắt rồng. Giết cô ta, giết cô ta, giết cô ta, giết cô ta đi. Trừ hại cho dân, trừ hại cho dân. Giết cô ta, 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 giết cô ta. Dìm chết cô ta, dìm chết cô ta. Yêu nữ, ngươi đã biết tội chưa? Ta vốn đã một lòng chịu chết. Nếu ngươi đã chắc chắn ta có tội thì cần gì hỏi nhiều nữa. Người chết đến nơi rồi mà còn cứng miệng. Người đâu? Hành hình. Sơn Nhi, Sơn Nhi, mẹ, mẹ tỉnh rồi. Mẹ, mẹ nhớ lại xem, mẹ có nhìn thấy mặt hung thủ không?
có đúng là Châu Nhi không? Để ta nhớ lại xem. Khi ấy ta đang đứng bên cửa sổ, ta nhìn thấy cô gái trong phòng mặc váy của Châu Nhi, búi tóc cũng giống nhau. Gương mặt thì sao? Ta không nhìn rõ. Vậy sao khi ấy mày lại nhất quyết khẳng định đó là Châu Nhi? Khi ấy ta sợ đến nỗi ngất đi rồi. Lúc tỉnh lại thì nhìn thấy cô ta ngay, đúng bộ đồ và kiểu búi tóc ấy. Không bảo không phải cô ta thì có thể là ai? Chắc chắn hung thủ là kẻ khác. Đáng ra phải giết chết từ lâu. Đúng đó, hại chết biết bao người rồi. Loại yêu nữ này không thể để sống sót trên đời được. Phải giết chết đi. Phải giết ả từ lâu rồi. Đánh chết cô ta, trừ hại cho dân. Đúng đó, phải làm như vậy. Chết cũng chưa hết tội. Giờ cô chết rồi, mắt rồng sẽ mãi mãi là của ta. Hay lắm, hay lắm. Thấy thế trời ấm lạnh nơi nhân gian, muội có từng hối hận vì sự cố chấp của mình không? Trong tam giới này chẳng có con đường nào có thể quay lại. Nước là sinh mạng của rồng, chỉ cần muội trở về trong nước thì mọi pháp lực sẽ khôi phục. Đi lấy mắt rồng lại đi. Muội là công chúa cao quý nhất Long tộc Đông Hải. Không lấy được mắt của ta đâu. Con gái của Long Dương, vì nhân gian lâu ngày không có mưa nên phụ dương cử ta tới đây giúp dân chúng Nghi Châu vượt qua cửa ải khó khăn. Nhưng không ngờ lại gặp được ngươi. Châu Nhi, ta sai rồi. Xin cô hãy cho ta một cơ hội nữa. Ta đã cho ngươi cơ hội rồi. Trong đại lao của phủ nha, ta bị người khác vu oan, chịu đủ sỉ nhục, nhưng ta chưa hề nghĩ sẽ bỏ đi. Tại đàn tế Nghi Châu, ta bị người ta thoá mạ, còn bị nhét vào lòng heo. Ta cũng không hề nghĩ sẽ bỏ đi. Ngươi biết lý do tại sao không, Châu Nhi?
Vì ta đang đợi ngươi. Ngày nào ta cũng đến ngày tháng chờ ngươi. Nhưng cuối cùng chờ được gì đây? Đợi được ngươi đòi lấy mắt của ta. Ngươi đã làm trái tim ta tổn thương sâu sắc. Châu Nhi, cho đến sau khi ta rơi xuống sông Nhi ta mới hiểu. Nếu giữa những người yêu nhau không có sự tin tưởng thì mọi thứ sẽ không còn tồn tại được nữa. Châu Nhi, là lỗi của ta. Châu Nhi, ta sai rồi. Ta cầu xin cô, cầu xin cô hãy tin ta lần nữa. Dù là một lần thôi cũng được, Châu Nhi. Không phải việc gì cũng có thể làm lại. Giống như chúng ta bây giờ, ta đã không còn tin ngươi nữa. Lục Hải Sơn, ta lưu lạc giống nhân gian, có nghiệp duyên này với ngươi, gửi gắm chân tình nhầm nơi. Nhưng ta niệm tình Lục Gia của ngươi từng có ơn với ta. Từ nay về sau, hai ta không ai nợ ai. Châu Nhi, cầu xin cô, cầu xin cô đừng rời xa ta. Châu Nhi, ta yêu cô, ta yêu cô, ta yêu cô. Châu Nhi, Châu Nhi, Hải Sơn, từ nay về sau sinh trời dưới đất không gặp lại nhau, không gặp lại nhau nữa. Châu Nhi, Châu Nhi, Châu Nhi, ta sẽ đợi cô, ta sẽ đợi cô tha thứ cho ta. Dù bao lâu ta cũng đợi. Châu Nhi, ta muốn dùng quãng đời còn lại sám hối với nàng.